Vâng, thì anh xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép chúng tôi trình bày hôm nay. Kính thưa thầy cô trong chủ tòa đoàn, kính thưa các anh quý đồng nghiệp. Cái đề tài tôi nó sẽ hơi khác của thầy Ngọc với tiến sĩ Bảo một chút, là ở chỗ là mình sẽ lựa những cái bệnh nhân nặng. Thì cũng không thể không nói qua điều trị thuốc, nhưng mà chúng ta sẽ lướt qua rất là nhanh và chỉ nhấn mạnh là bệnh nhân nặng thì sử dụng thuốc gì. Thế thì đầu tiên là nói về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sau đó điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc, và cuối cùng là tiếp cận theo đặc điểm bệnh lý điều trị được, treatable trait. Thì cái gánh nặng COPD trên toàn cầu mới được thống kê gần đây, thì cái màu xanh lá cây là cái gánh nặng của COPD. Ở nam các anh chị thấy nó nhiều hơn nữ, và càng lớn tuổi thì cái gánh nặng COPD càng quan trọng. Ở bên tay phải thì nó là tử vong, và cái chỗ nào mà cái chỗ tử vong nhiều nhất là vùng châu Á, Thái Bình Dương. Chính vì vậy thì chúng ta nói khá nhiều về COPD trong ngày hôm nay. Thì những cái ca mà chúng ta nói là nặng thì bao gồm là nặng về nhiều triệu chứng, tức là cái điểm khét cao. Thì các anh chị biết là điểm khét của mình là nếu mà trên 10 á, mình đã xếp là nhiều triệu chứng rồi. Nhưng mà nặng á, là triệu chứng còn nhiều hơn nữa, tỉ như là trên 20, MMSC 6, ví dụ 3 hay 4, nhiều đợt cấp, trên 2 đợt cấp, và F1 suy giảm. Thế thì như vậy những cái mục tiêu đặt ra đã khó cho bệnh nhân COPD lại sẽ càng khó hơn. Vì vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận bằng phương pháp nào? Thì cô nói là chúng ta có nhiều cái phương tiện không dùng thuốc để có thể tiếp cận. Thì không thể nào trong một 20 phút trình bày hết cho các anh chị, chúng tôi sẽ trình bày những cái điểm chính. Thì vẫn phải nhấn mạnh là dù cho COPD nặng tới cỡ nào, thì cái việc ngưng thuốc lá mặc dù trễ vẫn có tác dụng, vẫn hiệu quả, làm giảm cái tử vong, làm cải thiện cái chức năng hô hấp. Thành ra anh chị vẫn nên nhấn mạnh đối với bệnh nhân là vẫn nên ngưng thuốc lá. Điểm thứ hai là sau khi là các anh chị sử dụng giãn phế quản, ICS, mọi thứ hết rồi mà các anh chị thấy bệnh nhân vẫn còn xấu, thì các anh chị nên nhớ một cái thứ mà có thể giúp cải thiện triệu chứng tương đương với tất cả mọi thuốc men, đó là tập vật lý trị liệu, đó là phục hồi chức năng hô hấp. Thì một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp đầy đủ đó, nó bao gồm cả dinh dưỡng, nó bao gồm cả cai thuốc lá, nó bao gồm cả hỗ trợ tâm lý, tức là mình có rất là nhiều thứ trong đó. Và khi mà mình đạt được một cái chương trình như vậy đó, thì không những là những cái hành vi sức khỏe tốt nó gia tăng, bệnh nhân có sống một cuộc sống tích cực hơn, làm giảm đợt cấp và cũng như là giảm giảm tử vong. Đó. Thành ra như vậy thì các anh chị nên gửi bệnh nhân cho đồng nghiệp làm gì đó phục hồi chức năng. Thế thì sáng nay thầy Châu cũng có nhấn mạnh là kể từ 2-3 năm nay thì Gold nói là chúng ta có thể nghĩ tới cái việc cho bệnh nhân thở máy tại nhà. Từ những cái thành công của thở máy khi mà bệnh nhân vào đợt cấp suy hô hấp, người ta thấy là thở máy không xâm lấn rất là quan trọng và đang thay thế dần cho hầu hết các bệnh nhân cần thở máy. Thế thì người ta đặt ra là một bệnh nhân mới suy hô hấp đó, bây giờ cái mình thả người ta về nhà, mình bỏ người ta đơn độc, vậy đó người ta có tái lại không? Đúng là cái tỷ lệ tái nhập viện cao, cái tỷ lệ tử vong rất là cao, và nhiều thầy cô sáng nay đã nhấn mạnh là sau một đợt cấp, 4 năm sau 100 người mình đếm lại còn có 50 người thôi. Và như vậy thì làm sao để cải thiện cái chất lượng sống, cải thiện sự tái nhập viện? Thì người ta thấy là nhu cầu thở máy tại nhà là có thực, là có chỉ định. Thì chỉ định là nếu mà bệnh nhân các anh chị có ngưng thở khi ngủ, mình có thể bắt đầu bằng cái CPAP. Nếu mà bệnh nhân không kèm ngưng thở khi ngủ mà có những cái chỉ định tuân theo hướng dẫn của Gold, của Anh, của Đức, của Mỹ thì chúng ta có thể khởi động. Thì cái những cái hướng dẫn thì nó rất là chi tiết và không thể trình bày hết một lượt, nhưng mà các anh chị nắm cái nguyên tắc. Thứ nhất là đã từng thở không khí không xâm lấn ở trong đợt cấp, như vậy cái bệnh nhân đó là bệnh nhân đủ nặng. Thứ hai là nó phải có những cái tình trạng nặng khác.
Tỷ như là ở bên Đức thì người ta định nghĩa là tăng CO2 ban ngày hoặc ban đêm, mà thường thường người ta lấy là mức là 52mm thủy ngân. Sáng nay thầy Châu mới dùng cái tiêu chuẩn của Gold 45mm thủy ngân. Đó. Thứ hai là bệnh nhân tái nhập viện. Ở Anh người ta nói là nhập viện, tái nhập viện 3 lần là các anh chị phải nghĩ tới chỉ định thở NIV, thở không xâm lấn tại nhà. Ở bên Mỹ thì nói là mình gắn cái CPAP rồi, nó ôm cái CPAP luôn, thôi cho nó đi về, không thể ngừng hỗ trợ hô hấp. Thành ra là có rất là nhiều chỉ định và các anh chị phải quan tâm kê cho bệnh nhân. Thế thì ở miền Nam thì chúng tôi chưa có đặt stent nhiều, nhưng mà ở phía Bắc thì có các thầy ở bệnh viện quân y cũng như bệnh viện Bạch Mai đã có những cái trường hợp báo cáo lâm sàng. Khi mà mình thấy là một bệnh nhân có cái hình ảnh mà có khí phế thủng không đồng nhất thì các anh chị nên xem xét nghĩ tới làm giảm thể tích phổi để làm giảm triệu chứng khó thở cho bệnh nhân. Thế thì việc lựa chọn rất là nhiều kỹ thuật từ đặt van một chiều cho đến đặt coil cho đến làm bỏng cái đường thở bằng cái hơi nóng để làm xẹp cái khúc mà khí phế thủng á, thì cách lựa chọn là làm sao thì người ta thấy là mình nên coi cái tiêu chí quan trọng là có thông khí bàn hệ hay không. Nếu mà có thông khí bàn hệ thì không thể dùng van một chiều, còn những cái phương pháp khác thì vẫn có thể sử dụng được. Thế thì trong chừng mực nào đó thì mặc dù Việt Nam ít ghép phổi, nhưng mà ở Việt Đức cũng ghép vài ca, và ở những cái viện khác như là ở bên viện quân y cũng đã ghép. Thành ra là mình sẽ để ý là nếu mà bệnh nhân nặng quá thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ phải nghĩ tới việc gửi bệnh nhân đi ghép. Thì có hai cái nhóm bệnh nhân được gửi đi ghép nhiều nhất, là cái nhóm màu xanh là bệnh phổi mô kẽ vô căn, giống như là IPF đó, và nhóm thứ hai là CBD. Thì càng ngày người ta ghép càng nhiều vì cái hiệu quả cải thiện triệu chứng và cải thiện tử vong càng ngày càng được chứng minh. Về phía dùng thuốc thì chúng ta có rất là nhiều loại thuốc, và cái hướng dẫn của Gold đó thì hay nói là chúng ta có thể bắt đầu bằng một thuốc, nhưng mà trong trường hợp nặng thì có lẽ là không nên bắt đầu bằng một thuốc. Gold nói rõ trong trường hợp nặng là triệu chứng kép khao là mình nên phối hợp la ba la ma ngay từ đầu. Đối với đợt cấp đó, thì cái hiệu quả la ba la ma nó hơn một thuốc hơn hai thuốc thì nó không có chứng minh rõ, nhưng mà thường thường thì những bệnh nhân đó thì cũng có hay có triệu chứng nặng, thành ra có thể là cũng nên phối hợp ngay từ đầu. Cái phần mà ICS, cái ông ICS thầy Ngọc với tiến sĩ Bảo nói rồi, mình chỉ nhấn mạnh là một điểm thôi, là các anh chị thấy là bệnh nhân khó thở đó thì không có con đường nào mà dẫn tới ICS hết. Điều đó chứng tỏ là các anh chị muốn bệnh nhân giảm khó thở đừng nghĩ tới ICS, đừng nghĩ tới ICS. Giảm khó thở là phải giãn phế quản. Còn trong trường hợp mà các anh chị muốn giảm đợt cấp thì đúng là chúng ta có thể sử dụng ICS. Thế thì đây là một cái chứng cứ là bệnh nhân đã được điều trị bằng một thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, nhưng mà cái triệu chứng khó thở vẫn rất là phổ biến, thành ra là nên khởi đầu giãn phế quản kép ngay từ đầu để có thể tạc ghép được, để có thể nhắm đích được những cái triệu chứng nặng của bệnh nhân COPD ngay từ sớm. Thì đây là một cái nghiên cứu mà cho thấy là nếu mà mình sử dụng thuốc giãn phế quản kép thì nó sẽ tốt hơn là ICS la 3, cũng như là tốt hơn một thuốc trong việc cải thiện cái FOV1, trong việc cải thiện triệu chứng khó thở, và qua đó thì làm giảm được cái số lượng hít cắt cơn. Thì cái này tiến sĩ Bảo nói rồi thì chúng tôi xin lướt qua. Thế thì trong một cái nghiên cứu phân tích hồi cũ thì azithromycin đã có chứng minh là làm giảm được đợt cấp, nhưng mà người ta vẫn chưa có sử dụng nhiều, bởi vì có những cái nghiên cứu ngược lại cho thấy là azithromycin không có giảm đợt cấp bao nhiêu.
Thì trong cái phân tích mà hồi cuối của nhiều nghiên cứu, người ta thấy là azithromycin ở trên những cái bệnh nhân mà có số lượng đợt cấp trên 3 thì thường thường thì nó mới giảm cái đợt cấp có hiệu quả. Chính vì vậy thì đây là một cái thuốc kháng viêm mà mình thường thường là mình chừa vào cho những bệnh nhân nặng hay có nhiều đợt cấp. Thế thì anh chị cũng biết cái nghiên cứu FLAME là cái nghiên cứu mà chứng minh là LABA/LAMA là giảm phế quản kép thì tốt hơn là ICS/LABA. Thì thường thường trong nghiên cứu này nó bệnh nhân có đợt cấp là khoảng là một, cái trung vị đợt cấp là một. Nhưng mà trong nghiên cứu IMPACT mà thầy Ngọc với tiến sĩ Bảo có trình bày thì có cái nhóm LABA/LAMA có vẻ như là tỷ lệ tử vong hơi gia tăng so với những nhóm khác. Và như vậy thì người ta thấy là trong nghiên cứu IMPACT nó có hai cái động tác có thể làm giải thích cái chuyện LABA/LAMA có tử vong cao. Một là bệnh nhân trước đó là đang dùng ICS rồi bị cắt ICS vô nhánh LABA/LAMA. Hai là cái nhóm IMPACT có cái tần suất đợt cấp cao hơn cái nhóm FLAME là hai đợt cấp. Và như vậy thì mình thấy là cái bệnh nhân càng nhiều đợt cấp thì mới tính sử dụng ICS, còn không thì không nên. Cuối cùng là sau khi là quý vị thấy là mình đã tiếp cận bệnh nhân theo thầy Ngọc, theo tiến sĩ Bảo, quý vị bắt đầu cảm giác hơi rối. Mình nhớ là hen thì viêm chủ yếu là eosinophil, mình xài corticoid. Bây giờ thấy COPD cũng eosinophil, cũng xài corticoid. Sao nó giống nhau quá? Hay là bỏ đi, đừng có hen, đừng có COPD gì hết. Giãn phế quản hay cho kháng sinh, bây giờ azithromycin cũng bỏ vô COPD, có cái gì nhầm lẫn không? Thế thì người ta bảo là hay là mình tiếp cận theo kiểu khác, mình quên bớt cái ranh giới hen COPD, mình đi coi là bệnh nhân có eosinophil, mình điều trị corticoid, có nguy cơ nhiễm trùng, có nhiều đợt cấp, mình điều trị kháng sinh, và có tắc nghẽn, mình điều trị giãn phế quản. Thì đó là nguyên tắc của tiếp cận theo đặc điểm bệnh lý điều trị được là treatable threat. Thì người ta đưa ra một ca lâm sàng bệnh nhân nữ COPD 60 tuổi, thì có những cái thông số chức năng hô hấp chắc anh chị không đọc hết, nhưng mà đó là một cái ca COPD điển hình và có nhiều triệu chứng khó thở. Thế thì cô này cô mô tả là I have a horrible cough, nghĩa là tôi ho kinh khủng và nó làm tôi xấu hổ dễ sợ, quá trời là đàm nhớt, tôi nhập viện nhiều lần, nó hạn chế cái cuộc sống của tôi. Như vậy thì khi mà mình tiếp cận, mình muốn tiếp cận vừa cá thể vừa toàn diện thì mình phải coi có những cái đặc điểm gì mình trị được, bao gồm là đường thở có bị viêm eosinophil không để mình cho corticoid, tắc nghẽn không để mình cho giãn phế quản, và có nhiễm trùng không để mình cho kháng sinh, hoặc là những cái đặc điểm ngoài phổi giống như là có bị sarcopenia là nhược, cachexia bác sĩ Tâm hay dùng là suy dinh dưỡng mà teo cơ không, rồi những cái giới hạn vận động thì có cần gì đó cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu hay không. Thì khi mà được giao sử dụng giao bài này thì tôi thấy một cái bài giống y như cái tựa đề là bệnh nhân COPD nặng đó, thì rõ ràng là người ta rất khuyến cáo dùng treatable threat, và những cái đặc điểm mà điều trị được thì rất là nhiều. Thế thì mình tìm hiểu treatable threat là gì, thì cái quan trọng của đặc điểm điều trị được là thứ nhất là phải quan trọng trên lâm sàng, thứ hai là nhận biết được, và thứ ba là có cái cơ chế mà mình điều trị được. Tức là mình nhận biết bằng một cái chỉ điểm sinh học, bằng một cái biomarker, sau đó mình có cái điều trị tương ứng thì nó gọi là treatable threat. Cái khó thở là điều trị được các anh chị, nhưng mà khó thở nó là một cái outcome, một cái mục đích chứ không phải là treatable threat. Mình sẽ coi ví dụ tắc nghẽn thì mình đo được bằng FEV1 và các anh chị cho giãn phế quản. Nhiễm trùng mạng tính thì các anh chị cấy cho vi trùng và các anh chị điều trị kháng sinh cho phù hợp, ví dụ vậy. Và viêm eosinophil thì sử dụng corticoid. Thế thì có một cái bài viết riêng cho COPD là những cái treatable threat nào có thể điều trị được. Thì chúng ta có thể thấy là đối với cái
cái viêm TH2 thì CBD cũng có, mà bệnh nhân nào có thì mình trị theo kiểu corticoid hit, giống như thầy Ngọc và tiến sĩ Bảo có nhắc. Thứ hai là thí dụ nếu mà không viêm cho TH2 thì mình có thể dùng macrolid hoặc là rofimulas vân vân. Như vậy thì chúng ta có thể tìm những cái đặc điểm điều trị được, và những cái đặc điểm điều trị được đó chia làm bốn phân nhóm chính là thuốc men, là giáo dục bệnh nhân kiểu giống như là cách sử dụng bệnh xịt, thay đổi cái yếu tố nguy cơ giống như là bỏ thuốc lá vân vân. Và cái này thì người ta đã làm cái nghiên cứu rồi các anh chị, người ta định nghĩa rõ. Đây là những cái treatable grade chúng tôi quan tâm. Và khi bệnh nhân có cái đó, chúng tôi cho cái thuốc gì? Thì bao gồm có eosinophen, bao gồm có vimonotropin vân vân, hay là tăng tiết đàm. Thì khi mà người ta định nghĩa rõ như vậy thì người ta chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp cận thông thường, một nhóm tiếp cận theo treatable threat. Và hiệu quả đã chứng minh là dù trong nghiên cứu CBD hay trong nghiên cứu hen nặng, nếu mà các anh chị tiếp cận theo treatable threat thì những cái outcome, những cái kết cục là khác biệt, có ý nghĩa lâm sàng. Như vậy thì để kết luận, chúng tôi xin nói là điều trị một cái bệnh nhân nặng cần toàn diện, bao gồm điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc có nhiều thứ lắm, các anh chị cũng có thể cho nó thở oxy, có thể cho nó ngồi trước quạt, rồi dùng morphine vân vân vân. Nhưng mà do hạn chế về mặt thời gian thì chúng tôi chỉ nhấn mạnh những cái điểm quan trọng nhất như là cai thuốc lá, như là thở máy tại nhà. Đối với bệnh nhân nặng nhiều triệu chứng thì nên phối hợp giãn phế quản. Và khi đợt cấp từ 2, 3, 2, 4 trở lên thì cân nhắc dùng ICS và gì đó azithromycin hoặc rofimulas. Cuối cùng thì một cái tiếp cận mà mang tính toàn diện, nghĩa là mình liệt kê hết tất cả những cái đặc điểm mà bệnh nhân có thể điều trị được, và cá thể, nghĩa là mình coi bệnh nhân có cái đặc điểm nào mình thì điều trị đúng cái đặc điểm đó. Nó không có eosinophen, nó không có đặc điểm viêm gì cả thì đừng cho corticoid, gọi là tiếp cận theo bệnh lý điều trị được. Thế thì cái tiếp cận này nó không phải là chỉ bác sĩ phổi, nó là một cái tiếp cận đa chuyên khoa. Mình sẽ mời bác sĩ vật lý trị liệu, mình sẽ mời bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, mình sẽ mời những cái đồng nghiệp khác cùng chăm sóc bệnh nhân COPD. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe.